Xin chào bạn, ngày nay mình cho tôi mò lấy kêu hỏa, bây giờ cho tôi bạn nha. Đây là sản phẩm sâu đáng yêu của mình đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình nhấn like và đăng ký kênh. Mình xin cảm ơn các bạn. Sản phẩm cá voi của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn ơi. Các bạn thấy nó có đẹp không? Hãy cảm nhận với video của mình. Như gọi là con viên cô đi em này xin chào bạn, ngày nay mình sẽ làm một video tôi mò mấy chiếc giày. Bây giờ cho tôi bạn nè. Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ tôi mò về video tôi mò mấy như cao cỏ. Bây giờ mình sẽ tôi mò bạn nè. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô một sản phẩm con dê nha các bạn ơi. Các bạn cùng chào đón xem nha. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình này. Mình sẽ tô một sản phẩm tại con chè. Xin chào nha, mình sẽ tô một sản phẩm con cáo này, các bạn cùng đón chào đón xem. Các bạn ơi, như vậy là mình đã hoàn thiện xong tô màu về một video tô màu về chiếc giày. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và làm những kèm ủng hộ của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là lên cứu hỏa, mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và làm những kèm ủng hộ của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là như cao cỏ, mình đã hoàn thiện xong một video. Như vậy là video mình kết thúc rồi nha. Mình cảm ơn các bạn. Vậy là sản phẩm con dê của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Các bạn hãy xem sản phẩm mình đây này. Hãy cho mình nhớ like để đăng ký kênh. Mình xin chào các bạn. Và đây là sản phẩm vải bông chè của mình nha. Đã kết thúc rồi. Các bạn mình đã mix những cái mò con chi là đặc đáo, độc đáo này. Mình xin chào các bạn. Hello, xin chào các bạn. Ngày nay mình sẽ làm video của mình là khủng long khủng hài.
xem tôi mò về một video để đưa cho các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm một video tô màu vẽ móc kẻ nha. Bây giờ mình sẽ tô màu. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm cá mập và múa này các bạn ơi. Ở đây lại là mình sẽ tô màu sản phẩm con hươu nha các bạn ơi. Các bạn hãy xem và cảm nhận giúp mình. Các bạn, như vậy là mình đã hoàn thiện xong được một bức tranh người đưa thư. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là cũng là còn dài, mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một video tô màu vẽ móc kẻ. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một